Xin chào tất cả quý các bạn nhé. Thì trong suốt thời gian qua thì là mình bận không chia sẻ đến quý vị và các bạn những cây đào sau khi dồng Tết xong thì chăm sóc thế nào, những nứa nọc đầu tiên cũng như là cây trên chậu hay là cây dưới đất. Ở cái thời điểm này những loạt rễ non mới ra nên là nhiều quý vị các bạn có hỏi, nhưng mình bảo ở thời điểm này cũng chỉ là ăn kích rễ, gọi là cho ăn kích rễ thôi, chứ ở cái thời điểm này không nên cho ăn đạm. Bởi vì hiện tại cái tầm này là nọc non này, quý vị các bạn cứ nhìn này, khi nọc non này nó sẽ kèm theo cái rễ non bên dưới. Nếu mà quý vị các bạn mà cho ăn trực tiếp phân NPK là đầu trâu đạm đấy thì nó sẽ xảy ra chết rễ và cây đào sẽ gọi là chết héo từ từ đấy. Nhưng mà mình cũng xin nói luôn nhé, ở một cái thời điểm này là cây đào nó đang có hiện tượng là bị sâu đục thân đấy. Trong những lần phản ánh của bác cũng như là quý các bạn là hiện tại bây giờ là cây đào nó đang có gọi là sâu vẽ bùa đấy, sâu đục thân đấy, thì quý vị và các bạn nên lưu ý. Có những khi là cây đào nó bị gọi là bị sâu đục thân thì quý vị và các bạn cứ tưởng là nó chết rễ, nó bị héo, nhưng mà thực tế ra là nó bị sâu đục thân nhá. Đây quý các bạn xem này, như cái ngọn này đây, tất cả cây nó vẫn rất là tươi nhá. Đấy, tự dưng là có một cái ngọn này đây, nó bị héo này, mình cấu ra ở bên trong này sẽ có con sâu nỗ này. Quý các bạn nhìn thực tế luôn này, trong này là nó đang có nỗ này, trong này nhất khoát là sẽ có con sâu nhá. Đấy, thì quý vị và các bạn nên lưu ý đánh thuốc sâu đục thân. Bởi vì cái dòng này là sâu đục thân này, quý và các bạn chỉ cần đánh thôi nó chết ngay mà. Đây quý các bạn nhìn nào, đây cái ngọn này nó vẫn non mơn mởn này. Đấy, thì nó mới bị sâu đục thân đục. Thì mình trong thời gian qua mình bận quá là không có thời gian đánh được. Đây quý các bạn nhìn này, đây bên trong này là một cái nỗ nhé. Đấy, bên trong này nhất khoát có con sâu. Đấy, thì hôm nay là muốn chia sẻ đến quý các bạn một cái loại phân bây giờ đang được dùng rất là phổ biến. Kể cả có thể là sau khi dồng đào xong cũng có thể tưới được. Nhưng mà cái hàm lượng phân đấy, gọi là cái hàm lượng đạm nó không có ở trong cái loại phân này. Tất cả cái hàm lượng đạm là không có luôn. Đây, hiện tại bây giờ mình đang dùng cái loại phân bón Sinic nha, Sinic Carbon của Đông Sơn nhá. Đấy, đây là cái vỏ bao bì mình mới lấy hai bao về dùng này. Có thể tưới cho tất cả các loại cây trồng, đào, quất và tất cả các cây nông nghiệp nhá, rất là đảm bảo. Thì hình thức phân mình sẽ quay cho quý các bạn xem này. Phân bột của nó là vàng như này. Thì liều lượng của cái gọi là một bao này thì nó rơi tầm khoảng 25 cân đấy. Bao này là 25 cân nhé. Thì nói chung là cái bao này nếu mà để mà bón ra ruộng thì cứ tầm bón cho ăn tầm khoảng 10 năm hoặc là đến 20kg một sào Bắc Bộ đấy. Còn về nếu mà để cái dòng tưới cho đào, mình hôm nay mình sẽ tưới quay trực tiếp cho quý các bạn xem luôn. Thì mình sẽ đong hơi tầm khoảng 2 nạng. Quý các bạn xem này, áng cái này nó rơi tầm khoảng 2 nặng thì mình sẽ hòa vào trực tiếp một cái thùng 20 lít này.
và tưới cho mỗi cây đào 2 gáo. Nói chung là cái dòng phân này nó chủ yếu là hàm lượng khoáng và kích dễ mạnh, cho nên là quý vị và các bạn sợ không có sức để cho ăn thôi. Còn cái hàng này nhiều khi mà gọi là cho ăn quá tay, cây nó cũng không vấn đề gì, bởi vì là chủ yếu là kích dễ nhé. Đấy, thường là cứ một cái thùng 20 lít này quý vị các bạn cho tầm khoảng 2 đến 3 nặng vào thì hàm lượng kích dễ rất là mạnh đấy. Mình sẽ tưới cho quý vị và các bạn trực tiếp luôn nhé. Mà ông này chỉ làm gọi là cửa nếp, không tưới. Mình sẽ tưới trực tiếp từng gốc luôn cho quý vị các bạn xem. Đấy, dòng này nó không có hàm lượng đạm, cho nên là quý vị các bạn mà cứ đứt tay hoặc gì là cứ thể nhúng thử thẳng vào đây xem, nó cũng không vấn đề gì đâu, bởi vì cái hàm lượng đạm nó không có. Nếu mà có hàm lượng đạm thì nó đã bị sót các cái chỗ đau nhá. Đấy, đấy thì gọi là video clip chia sẻ đến đây mình cũng xin được tạm dừng. Mà quý các bạn mà có các cái loại phân hay là loại kích dễ gì mạnh hơn thì có thể chia sẻ, mình sẽ chia sẻ đến tất cả quý các bạn và bà con cùng làm. Video clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau nhé.